Bóng rổ của Hà Nội thì bắt đầu được hình thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Thì bóng rổ của Hà Nội ngày đó mới phát triển ở cái đội tuyển nữ. Đội tuyển nữ của hàng không Việt Nam ngày xưa là đại diện thủ đô đi tham gia các giải vô địch quốc gia cũng như là giải đại hội thể thao toàn quốc thì cũng mang lại rất nhiều thành tích cho thể thao Hà Nội, đặc biệt là các giải vô địch quốc gia. Đội tuyển Hà Nội dần dần suy thoái, dần dần tan rã. Thì đến năm 2008 thì đội tuyển Hà Nội ngày đó là đội tuyển nữ được giải thể, thì quay trở lại là phát triển phong trào của các quận huyện cũng như là các trường học. Đối với các giải phong trào của Hà Nội từ tiểu học cho đến đại học cũng như là phong trào không chuyên đang thực hiện tương đối tốt, nhưng bên cạnh đó thì nó chưa có cái sự nhất quán về phía chuyên môn cũng như là về khâu tổ chức. Nhiều trường học hiện nay cũng có sân bóng rổ, thế nhưng tiêu chuẩn thì không đồng bộ. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng như là các huấn luyện viên nó chưa có sự đồng nhất về chuyên môn, dẫn tới là các nhà quản lý cũng như là các nhà chuyên môn sẽ không nắm bắt được hết để tuyển chọn những cái nhân tài, những cái yếu tố xuất sắc đưa vào đội tuyển bóng rổ Hà Nội để đào tạo và tham gia những cái giải đấu mang tính chất cao hơn. Đấy là cái hạn chế của các giải đấu không đồng bộ. Để nói về tiềm năng của bóng rổ Hà Nội, tôi phải nói đến sự phát triển của các trung tâm bóng rổ hiện nay trên toàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là các trung tâm đang dạy bóng rổ. Các trung tâm này đã có cái hướng đi chuyên nghiệp hơn cho phía người học. Có những trung tâm đã mời những chuyên gia nước ngoài về để huấn luyện. Từ cái việc phát triển trung tâm bóng rổ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mang tới cho những người chơi cũng như là người tập bóng rổ dần dần chuyên nghiệp hóa hơn. Đặc biệt có rất nhiều tài năng phát triển từ những trung tâm này. Sự ra đời Liên đoàn bóng rổ thành phố Hà Nội sẽ góp phần nâng cao thể chất cho thanh thiếu niên thủ đô và phát triển phong trào tập luyện cho mọi đối tượng, mọi tầng lớp thanh thiếu niên thủ đô, góp phần nâng cao sức khỏe, phẩm chất ý chí để đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội ngày càng cao.